Sáng ngày 16 tháng 4 tại trường Cao đẳng Lào Cai đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi Hoa khôi du lịch Tây Bắc 2023. Cuộc thi do công ty cổ phần truyền thông đa phong cách và trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Khởi động từ đầu tháng 3 năm 2023, đã có trên 20 hồ sơ đăng ký dự thi. Vòng sơ khảo có 9 thí sinh tham gia thi trực tiếp và 11 thí sinh đăng ký thi online. Tại vòng sơ khảo trực tiếp, các thí sinh lần lượt thể hiện kỹ năng trình diễn và ứng xử trong hai phần thi, catwalk trong trang phục tự chọn và phỏng vấn về du lịch Sapa. Ban giám khảo đã lựa chọn ra 5 gương mặt xuất sắc để bước vào vòng tiếp theo của cuộc thi. Top 3 đăng quang Hoa khôi du lịch Tây Bắc Sapa 2023 sẽ được chọn thẳng vào vòng chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam 2024 nhằm tiếp tục quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước cùng với những nét đẹp văn hóa bản sắc dân tộc con người Tây Bắc đến với cộng đồng.